Tin California, Hoa Kỳ Đức cha Oscar Cantu tin rằng bức tượng Đức Mẹ Khóc tại Hobbs, New Mexico là một phép lạ. Giáo phận Las Cruces đã điều tra một hiện tượng lạ lùng tại nhà thờ Đức Mẹ Kundalup ở Hobbs, New Mexico từ tháng 5 vừa qua, sau khi các tín hữu báo cáo thấy một chất lỏng chảy ra từ đôi mắt của bức tượng. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Oscar Cantu, giám mục giáo phận Las Cruces, New Mexico làm giám mục phó với quyền kế vị giáo phận San Jose. Ngài sẽ nhận nhiệm sở mới vào ngày 28 tháng 9 tới đây. Nhân dịp này, Đức cha đã dành cho tờ Las Cruces Sun News một cuộc phỏng vấn đề cập đến bức tượng Đức Mẹ tại nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Hobbs. Ngài nói với các tờ Las Cruces Sun News rằng một mẫu chất lỏng đã được gửi đi phân tích khoa học và chúng tôi xác định đó là dầu ô liu, một loại dầu ô liu thơm. Một số nhân chứng nói dầu này có mùi hoa hồng tương tự như dầu tôi làm phép và thánh hiến mỗi năm mà chúng tôi sử dụng để làm phép rửa tội, thêm sức và phong chức linh mục. Đức cha Can Tư nói rằng giáo phận vẫn đang điều tra xem nguồn dầu này xuất phát từ đâu. Ngài nói, Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng trong bức tượng và bức tượng rỗng, không có gì bên trong đó, ngoại trừ những mạng nhện. Chúng tôi đã chụp ảnh và chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Đức cha Kentu nói thêm rằng, các viên chức trong giáo phận đã liên lạc với nhà sản xuất bức tượng để xem liệu có bất kỳ chất lỏng hoặc sáp nào có thể vẫn còn bên trong bức tượng khi được đút ra hay không. Nhưng trong tiến trình điều tra đó, họ đảm bảo rằng không có chất lỏng nào tồn tại nổi vì bức tượng được đúc bằng đồng. Theo Đức Cha Cantu, đây là một hiện tượng siêu tự nhiên. Vấn đề hiện nay là giáo hội phải tìm hiểu để kết luận rằng hiện tượng này là từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ và căn bản để quyết định là hoa trái mà hiện tượng này mang lại đức cha kentu nhấn mạnh rằng tôi đã đọc hầu hết những lời khai và đó là những câu chuyện về đức tin thật cảm động những người đã đối diện với những khổ đau kinh hoàng trong cuộc sống của họ đã cảm thấy được an ủi tinh thần rất nhiều khi đức maria đồng hành cùng với họ trong nước mắt Đức cha Cantu 51 tuổi là giám mục thứ hai của giáo phận Las Cruces và từng là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2017. Năm 2008, ngài được tấn phong giám mục và vào thời điểm đó ngài là vị giám mục trẻ nhất Hoa Kỳ.